Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay thì một ngày rất là đặc biệt. Ở video này sẽ không phải là mở rương, cũng không phải là review Elven cho anh em như mọi khi nữa. Mà ở video lần này thì mình sẽ làm một cái Elven để chúc mừng cho cái kênh YouTube của mình đạt 10.000 subscribe nha. Đây, kênh YouTube của mình đây. Thì kênh của mình thật ra mình lập cách đây khoảng hơn một năm rồi. Tuy nhiên thì đến hôm nay thì mình mới có được một cái vinh dự là đạt được 10.000 subscribe. Thì thực ra cái cột mốc 10.000 subscribe này đối với mọi người thì thực sự nó cũng không phải là có gì to lớn cả. Tuy nhiên thì đối với mình thì nó là một cái niềm động lực để cho mình mà có thể phát triển cho kênh cũng như là làm thêm nhiều video hay hơn nữa để gửi đến các bạn. Ok, thì ở cái event lần này ấy, mình sẽ dành tặng 20 hộp quà kỳ bí dành cho 20 bạn may mắn. Thực ra thể lệ thì cũng vô cùng đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc comment một cái lời chúc này, comment một cái lời gửi gắm đấy cho mình, những cái góp ý để phát triển kênh tốt hơn. Và đừng quên là comment tên in game của bạn ở bên phía dưới luôn đấy nhé. Thì mình sẽ chọn ra 10 bạn là 10 bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất. Đó là 10 bạn đầu tiên nha. 10 bạn này thì mình nghĩ là sẽ do tất cả mọi người tự bình chọn thôi. Còn mình thì sẽ là người lựa chọn theo số đông. Ok. Còn 10 bạn tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, có nghĩa là mình sẽ chọn những cái bạn nào mà có những cái comment đặc biệt này, hay là có những cái comment mà mình cảm thấy là nó xứng đáng để mình dành tặng món quà đó. Thì mình sẽ chốt danh sách là vào ngày mùng 5 tháng 2 dương lịch, tức là vào ngày mùng 1 Tết nha. Mình sẽ chốt danh sách và mình sẽ ghim cái comment những cái bạn nào đã trúng giải của mình vào chính cái video này. Và đến đúng ngày chủ nhật là ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch ấy, là mùng 6 Tết, mình sẽ bắt đầu gửi quà nha. Bởi vì là mình không thể nào gửi quà ngay được, bởi vì là mình còn phải gửi lời mời kết bạn cho những bạn trúng giải này, và mình cũng phải chờ thời gian để cho các bạn online, để các bạn đồng ý lời mời kết bạn, và sau 24 giờ mình mới gửi được. Cho nên là mình phải kéo dài cái thời gian gửi tặng hộp quà cho đến ngày mùng 6 Tết. Thì rất là mong anh em đang xem video thì hãy nhanh tay comment, và biết đâu may mắn sẽ dành cho bạn thì sao. Chúc anh em may mắn nhá. Và điều đặc biệt đó là năm mới Tết đến cũng sắp tới rồi, thì chúc anh em có một năm mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, và đặc biệt là leo lên vù vù nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Và chắc có lẽ là video đây sẽ đến đây là hết thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau nhé. Bye bye.